Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, thị trường ô tô Việt ngày càng trở nên nóng hơn, khi các đại lý mạnh tay giảm giá xả hàng tồn để bước vào tháng ngâu, vốn là đợt bán hàng thấp điểm của năm. Đáng chú ý trong đó, một số đại lý đang tiến hành đại xả kho những chiếc Honda Accord 2020 hoàn toàn mới, với giá chỉ 1 tỷ lẻ 49 triệu, tức giảm tới 270 triệu đồng so với thời điểm mở bán trong năm 2020. Theo đánh giá của những người trong giới, đây thực sự là một món hời khi mức giá này chỉ ngang với phiên bản tiêu chuẩn của đối thủ Toyota Camry, trong khi lại sở hữu nhiều trang bị hơn hẳn. Thậm chí mức giá đại xả kho trên còn thấp, hơn cả những chiếc Honda Accord đã qua sử dụng cùng đời. Cụ thể, dạo quanh một vòng các trang mua bán ô tô có thể thấy, giá xe Honda Accord cũ đời 2020 đa phần đều nằm trong khoảng từ 1 tỷ 180 triệu. So với con số 1 tỷ 319 triệu tại thời điểm mở bán mới trong năm 2020, độ trượt giá của xe Accord cũ là 139 triệu sau 2 năm sử dụng với quãng đường lăn bánh khoảng 6.500 km. Mức khấu hao này đang phản ánh đúng thực tế của những chiếc ô tô đã qua sử dụng, song vẫn lời hơn tới hơn 130 triệu so với mức đại hạ giá của xe mới cùng đời. Tuy nhiên, số lượng xe Honda Accord 2020 tồn kho tại đại lý không còn nhiều. Do đó, với khách hàng không tậu được xe đại hạ giá có thể cân nhắc chọn mua Honda Accord 2020 cũ, với giá hấp dẫn kèm chi phí lăn bánh thấp hơn. So với sản phẩm mới đời 2022, những chiếc Honda Accord 2020 không có quá nhiều khác biệt về thiết kế. Xe vẫn có cùng các thông số dài rộng cao lần lượt là 4894 mm, 1862 mm, 1450 mm, chiều dài cơ sở đạt 2 2830 mm, đi kèm khoảng sáng gầm ở mức 131 mm. Đi cùng đó là loạt trang bị nội ngoại thất đáng chú ý như hệ thống chiếu sáng LED La răng 18 in được bao bọc bởi bộ lốp Michelin giúp giảm tiếng ồn ấn tượng, ghế bọc da cao cấp, vô lăng tích hợp nút bấm chức năng tiện lợi, phía sau là màn hình thông số LCD hiển thị sắc nét, màn hình trung tâm 8 in, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, nút bấm khởi động, cửa gió hàng ghế sau, tích hợp cổng sạc điện thoại, cửa sổ trời toàn cảnh. Honda Accord 2020 sử dụng động cơ turbo dung tích 1.5 lít phun xăng trực tiếp và điều khiển biến thiên theo thời gian, cho suất tối đa 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 260 Nm. Sức mạnh này không hề thua kém xe mới đời 2022. Điểm thua thiệt lớn nhất của Honda Accord 2020 khi đặt cạnh các đời 2021 hay 2022 chính là gói an toàn tiên tiến Honda Sensing với loạt tính năng thông minh như đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh giảm thiểu va chạm, giảm thiểu lệch làn đường tuy vậy đây vẫn là một chiếc xe chất lượng tốt cả về trang bị tiện nghi độ rộng rãi cảm giác lái và tính năng an toàn xe cộ xx